chào tất cả các bạn, mình là Thanh và kể từ clip ngày hôm nay thì mình sẽ đồng hành với các bạn trong chương trình Đọc Hiểu N2 trên website dũngmoni.com của chúng ta. Và trong clip đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay thì mình sẽ không đi luôn vào từng phần bài tập cụ thể một, mà đây sẽ là một clip giới thiệu một cách tổng quan nhất về một bài thi đọc hiểu khi mà chúng ta đi thi N2 GLPT. Và tiếp theo đó thì mình sẽ đưa ra một vài lời khuyên cũng như là một vài bí quyết để chúng ta có thể áp dụng khi mà làm một bài thi đọc hiểu, làm sao để chặng đường đọc hiểu của chúng ta sẽ không còn khó khăn và gian truân như mà khi các bạn thường hay tưởng tượng về đọc hiểu, đúng không nào? Hay và chúng ta sẽ bước ngay vào phần đầu tiên của clip ngày hôm nay nhé. Đó là phần gì? Đó là một phần mà giới thiệu một cách tổng quát nhất về một bài thi đọc hiểu khi mà chúng ta đi thi sẽ gồm những cái gì nhỉ? Mọi người cùng nhau nhìn lên bảng nhé. Trên này mình đã tổng quát một chút rồi. Thực ra bài thi đọc hiểu trong chương trình N2 nó sẽ kèm theo những bài về từ vựng, ngữ pháp này, chữ Hán này. Và sau đó từ môn đai 1 cho đến môn đai 9 đều là những cái bài tập về từ vựng, ngữ pháp, chữ Hán đó. Và tiếp theo từ môn đai số 10 đến môn đai số 14 sẽ toàn đều làm những cái gì nhỉ? Những cái bài mà nằm trong phần thi đọc hiểu. Trong đó cụ thể như sau. Phần môn đai số 10, đây sẽ là phần mà chúng ta gọi một cái từ nôm là tham bưng. Nhá, tham bưng là một bài văn ngắn đúng không? Nó nội dung chủ yếu là gì? Naiyo di kai, đúng nhỉ? Naiyo di kai là lý giải về mặt nội dung. Và trong phần này một bài văn của chúng ta sẽ thường có cái độ dài khoảng 200 chữ, rất là ngắn đúng nào? Và trong cái phần môn đai 10 này nó sẽ có 5 đoạn văn. Itutsu no bunsho, đúng nhỉ? Có 5 đoạn văn và tương đương với nó mỗi đoạn văn sẽ là một câu hỏi, tức là trong môn đai 10 chúng ta sẽ phải cùng nhau giải quyết 5 câu hỏi trong 5 đoạn văn khác nhau. Nhá. Rồi tiếp theo là môn đai số 11 sẽ không phải là bài văn ngắn nữa, giống với N3 chúng ta sẽ bước vào phần chư vương, vẫn thuộc phần naiyo di kai, lý giải nội dung đúng không? Và phần này thì bài văn đã dài hơn một chút rồi, đó là chúng ta sẽ gồm những cái bài văn mà gồm khoảng 500 chữ nhá. 500 chữ và trong này chúng ta sẽ gặp 3 bài văn tương đương với và trong đó thì mỗi một bài văn như thế, mỗi một đoạn văn như thế nó sẽ gồm có 3 câu hỏi. Tức là riêng phần này, phần môn đai 11 đã gồm 9 câu hỏi với 3 đoạn văn khác nhau rồi. Ok chưa nào? Mọi người tưởng tượng rồi đúng không nào? Tiếp theo là môn đai số 12. Môn đai số 12 sẽ là một phần mà nó khác so với khi mà chúng ta đi thi những cái bài đọc hiểu trong chương trình N3. Khác ở cái điểm gì? Đây sẽ là một bài Togo di kai, tức là lý giải, hiểu một cách tổng hợp nhất. Trong này sẽ có từ gì nhỉ? Hikaku. Và đây là so sánh nhé mọi người nhé. So sánh. Rồi tiếp theo này. Và đây sẽ là những cái bài văn mà nó gồm khoảng 600 chữ. Trong phần môn đai số 12, phần đoạn văn mà nó mang tính chất so sánh, nó có một đặc điểm như sau mọi người ạ. Tức là trong một môn đai, nó sẽ cho mình hai đoạn văn về một cái chủ đề liên quan nào đó. Thường là gì nhỉ? Đưa ra ý kiến của người A một đoạn văn và đưa ra ý kiến của người B một đoạn văn về một vấn đề chung. Và tiếp theo đó trong phần câu hỏi người ta sẽ đưa ra những câu hỏi là người A và người B có suy nghĩ gì giống nhau này, người A, người B có suy nghĩ gì khác nhau này, hay là chúng ta hiểu được cái gì từ ý kiến của người A, người B đó. Và trong cái phần này với một bài mà nó có hai đoạn văn so sánh như thế thì chúng ta sẽ gặp hai câu hỏi, thường gặp hai câu hỏi nhé. Như vậy đến đây là thấy khá nhiều câu hỏi rồi đúng không nào? Tiếp theo chúng ta bước sang môn đai số 13. Đây là một phần chúng ta quen rồi, đó là phần chobun. Chobun là một bài văn dài. Thường nó sẽ có độ dài khoảng 900 chữ và nếu mà nhìn vào một tờ giấy thi nó sẽ thường là cả một tờ A4 đúng mọi người ạ. Và phần chobun rất là may mắn, nó chỉ có một bài thôi và trong một bài đấy nó sẽ hỏi mình tới 3 câu hỏi theo cái mạch văn của bài đó. Được chưa? Rồi, và cuối cùng chúng ta sang môn đai số 14, tức là bài cuối cùng trong phần đọc hiểu, đó là phần gì nhỉ? Joho Kensaku. Gần đây thì người ta ra rất nhiều những cái dạng bài này và thường là nó là một bài khá là dễ đúng không nào? Đây là phần gì nhỉ? Phần tìm kiếm thông tin. Và cái độ dài, tức là trong phần này người ta sẽ cho mình có thể là một gì đây nhỉ? Một tờ rơi, một quảng cáo nào đó, hay một mẩu tin nào đó mà với độ dài khoảng 700 chữ và sau đó thì người ta sẽ yêu cầu mình tìm kiếm thông tin ở trong đó đúng không nào? Và trong cái bài văn này thì thường chúng ta sẽ phải giải quyết hai câu hỏi với nội dung mà liên quan đến cái tờ thông tin mà người ta đưa ra nhá. Như vậy là chúng ta đã hình dung ra chưa? Từ môn đai số 10 cho đến môn đai số 14 đây sẽ đều là các bài tập nằm trong phần đọc hiểu. Từ tham vương gì nhỉ? Chiêu vương, Hikaku, Chô vương và cuối cùng là Joho Kensaku. Hay, nghe thấy có sợ không nào? Nhưng mà không hề khó đâu nhá. Vì sao? Vì ngay bây giờ mình sẽ đưa ra cho các bạn một vài những cái lời khuyên để làm sao chúng ta có thể bắt tay vào làm phần đọc hiểu một cách với một tâm thế thoải mái và
đúng đỉnh nhất. Mọi người chờ nhá. Hay và mình quên nói một chút chỗ này có đúng không? Như vậy tổng số câu của chúng ta sẽ là 21 câu. Ok. Ok, đến đây chúng ta hiểu rồi nhá. Chúng ta bước vào phần sau này. Đầu tiên là lời khuyên số 1. Ở đây mình có ghi là Nini no dokkai wa doushitara ii desu ka? Đấy nhỉ? Nini no dokkai wa doushitara ii desu ka? Minasan, doushitara ii desho? Mazu kiite kudasai ne. Hay. Đầu tiên, bước 1, chúng ta hãy cùng nhìn xem mình bật mí điều gì đây. Thứ nhất là kanji, goi và bunpo. Tức là trong cái phần này khi mà mình đặt ra câu hỏi là nên làm thế nào đối với đọc hiểu của N2 thì mình đưa ra cho các bạn 4 bước. Và bước đầu tiên là chúng ta trải qua chữ Hán, từ vựng, bunpo, ngữ pháp, đúng không nào? Mình nói rất nhiều rồi, kể cả mình với thầy Dũng nói rất là nhiều về cái lộ trình khi mà học N2 của chúng ta. Các bạn không bao giờ được bỏ qua cho mình những cái bước đó là học về từ vựng, chữ Hán, ngữ pháp. Vì sao? Vì chúng ta tưởng tượng như thế này này. Trong một bài văn đọc hiểu, được chưa? Trong một bài văn đọc hiểu, nó là sự liên kết giữa các từ vựng, các chữ Hán và các mạch câu, đúng không? Đúng không nào? Thế nên là nếu như mà không có sự hiểu biết, không có sự nắm chắc một cách tương đối về từ vựng, chữ Hán hay là ngữ pháp thì chúng ta sẽ rất là khó trong việc lý giải nội dung, ý nghĩa của bài văn đọc hiểu đó. Chúng ta coi như là những cái này sẽ là như kiểu là mình nấu một bữa cơm, đúng không nào? Thì rau dưa của chúng ta chính là những cái nguyên liệu của chúng ta chính là từ vựng, chữ Hán, ngữ pháp này. Và sau khi mà mình đã có đầy đủ rồi thì đầy đủ nguyên liệu thì việc nấu xào rất là dễ dàng, đúng không? Tương tự như vậy, khi mà mình nắm chắc về từ vựng, ngữ pháp và chữ Hán này thì khi bước vào một bài văn sẽ không thấy có gì là lạ lẫm mới mẻ cả. Quan trọng lúc đấy là mình chỉ tư duy cho nó mạch văn là đúng thôi, đúng không nào? Và có một cái kinh nghiệm của mình như thế này này, thường nhá, mình nói rất nhiều với học sinh của mình rồi, đó là nếu mà các em bước vào một bài văn đọc hiểu của trình độ N nào đó, N3, N2, N1 vân vân không biết, mà trong cái bài đọc hiểu đó em gặp đến 4-5 từ chữ Hán mới, 4-5 từ mới hay 4-5 ngữ pháp mới là tuyệt đối không được rồi. Tức cái điều đó có đồng nghĩa với việc là em học cái phần này chưa đủ. Thế nên là nếu như mà khi mà chúng ta bước vào một bài văn đọc hiểu mà chúng ta thấy có quá nhiều từ vựng mới, quá nhiều ngữ pháp mới thì nhất định là do chúng ta đã học thiếu phần này và các bạn phải quay trở lại để bổ sung ngay phần này nhé. Được chưa nhỉ? Và cho phép tối đa trong một bài văn đọc hiểu thì nhiều lắm cũng chỉ không biết được 1-2 từ mới là cùng thôi. Chứ còn nếu mà 4-5 từ là phải cục lại ngay bước 1 này nhá. Được chưa nhỉ? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ băng sang bước số 2. Bước số 2 đó là kotsu. Kotsu ở đây có nghĩa là bí quyết. Tức là dần dần khi mà những cái bí quyết này, tức là khi mà làm những bài văn đọc hiểu khi mà chúng ta đi thi ấy, thường nó sẽ có một vài những cái bí quyết riêng mà nếu mà chúng ta tận dụng hay chú ý nó thì chúng ta sẽ làm được một bài văn đọc hiểu nhanh hơn và chính xác hơn. Và cái cốt sự này là cái gì thì mình sẽ bật mí với các bạn ở đoạn sau nữa. Và sau này về cả chặng đường dài khi mà chữa từng bài đọc hiểu một thì mình sẽ rút ra cho các bạn thông qua những cái bài văn cụ thể như vậy. Nên các bạn chờ nhé. Tiếp theo chúng ta sang phần số 3, lời khuyên số 3 đó là Jibun no kangae o irenai koto. Cái này nghĩa gì nhỉ mọi người nhỉ? Jibun no kangae o irenai koto là mình không được cho cái suy nghĩ của mình vào. Được không? Mọi người hiểu chỗ này không? Tức là khi làm một bài văn đọc hiểu chúng ta phải làm với tâm thế của một người đọc, tiếp thu những cái gì mà tác giả viết ở trên mặt giấy. Rồi sau đó chúng ta lựa chọn đáp án vào đúng câu hỏi của người ta. Hay ví dụ như sau nhá. Các bạn tưởng tượng ví dụ trong một bài văn mà tác giả có viết một cái câu rằng là hôm qua tôi đã đi hẹn hò với con bé đấy, rồi tôi rất là hay đi chơi với con bé đấy. Thế là mình đọc cái bài văn đó, đúng không? Mình đọc bài văn đó, xong rồi mình thấy người ta có những cái biểu hiện như này. Người ta không nói là tác giả này thích con bé đấy, nhưng mà trong đầu mình đoán là ôi kiểu này thế nào cũng thích rồi. Là suy nghĩ của mình, đúng không nào? Thế nên là khi mà vào chọn phần đáp án chẳng hạn, đúng không? Có một đáp án là tác giả thích con bé đấy. Thế là mình điền luôn như vậy. Thì đó chính là lúc mà chúng ta, thì đó chính là cái thể hiện của việc là chúng ta đã cho cái suy nghĩ của mình, áp đặt cái suy nghĩ của mình vào. Đây chỉ là một ví dụ đơn giản thôi, còn sau này khi mà các bạn vào từng những cái bài đọc hiểu một thì các bạn sẽ thấy là cái việc mà tuyệt đối không bao giờ được cho cái suy nghĩ của mình vào trong khi mà tư duy đoạn văn là một điều vô cùng quan trọng. Và cái gì cũng thế, khi mà làm bài đọc hiểu nhất định là phải nói có sách, mách có chứng. Người ta nói ở đâu mình phải chỉ ra được đó, chỉ ra đúng cái chỗ đó thì mới chọn được câu trả lời nhá. Không bao giờ được cho suy nghĩ của mình vào. Đó là câu số 3. Và lời khuyên cuối cùng đó là thật sang nên siêu sử. Mọi người ạ,
Chẳng có làm một cái việc gì mà chỉ cần học qua linh tinh bát nháo là có thể thành công được đúng không? Là có thể trải qua được nó một cách dễ dàng. Mà cái việc quan trọng nhất chúng ta phải là gì nhỉ? Phải luyện tập thật nhiều. Luyện tập thật nhiều. Luyện tập ở đây luyện tập gì? Luyện tập đọc hiểu. Thứ nhất là luyện tập đọc hiểu những cái bài để mang cái dạng thức đi thi đã. Tiếp theo là chúng ta còn rèn luyện thêm bên ngoài những cái kỹ năng hàng ngày, ví dụ như đọc báo, đọc sách, vân vân, đọc truyện chẳng hạn. Đó cũng là một cách rất tốt để rèn cái khả năng đọc hiểu của chúng ta đúng không? Hay, rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ sang lời khuyên số 2 từ mình nhé. Ichiban oboete hoshii no wa kotoba to kotoba, bunso to bunso no kanke. Chỗ này mọi người hiểu không nhỉ? Cái mà mình muốn mọi người cực kỳ nhớ nằm lòng ở đây kể từ bây giờ đó là gì? Đó là mối quan hệ giữa từ với từ, giữa đoạn văn với đoạn văn, giữa câu với câu. Tức là gì nhỉ? Khi mà các bạn quay trở lại tiếng Việt cũng thế thôi. Chúng ta đừng tưởng tượng đọc hiểu, đi thi đọc hiểu là một cái gì đó ghê gớm to tát lắm. Mà cái mấu chốt như này, các bạn sẽ tưởng tượng như sau này, trong bất kỳ một ngoại ngữ hay một ngôn ngữ nào trên thế giới thì bao giờ cũng thế, lời nói bao giờ cũng phải có sự kết nối giữa từ với từ, giữa câu với câu, giữa đoạn văn với đoạn văn. Tương tự như kiểu mình đang nói chuyện với mọi người như này, không thể nào mà nói giữa một cái linh tinh ở đâu xong một cái không liên quan ở đâu vào với nhau đúng không? Bao giờ các thể cũng thế, các từ vựng, các câu, các đoạn bao giờ phải có ý nghĩa với nhau, thống nhất với nhau. Và trong ngôn ngữ thì nó thường có những mối quan hệ như sau. Thì nếu như mà các bạn đi thi ấy, hay là nếu như ngay từ bây giờ chúng ta gì nhỉ, luyện ghi nhớ được cái thói quen là phân tích những cái mối quan hệ giữa từ với từ, giữa câu với câu, hay là giữa đoạn văn với đoạn văn thì sẽ rất là đơn giản cho việc đi thi nhé. Đầu tiên chúng ta có mối quan hệ đầu tiên là gì nhỉ? Sodo kan kệ hay còn gọi là ikoru kan kệ, nghĩa là mối quan hệ tương đồng. Mối quan hệ tương đồng. Rồi. Mối quan hệ tương đồng nhé. Tiếp theo này. Đưa ví dụ như sau này. Ví dụ như là Dung sen se, đây nhỉ? Dung sensei wa ikemen desu ne. Được chưa? Dung sensei wa ikemen desu. Thầy Dũng đẹp trai đúng không? Thì bây giờ có thêm một câu này. Kento sensei, mọi người biết Kento, thầy Kento không nhỉ? Kento sensei mo ikemen desu. Thầy Dũng đẹp trai và thầy Kento cũng đẹp trai. Như vậy, mối quan hệ giữa hai câu của chúng ta là quan hệ gì nhỉ? Tương đồng. À, thầy này đẹp trai, thầy này cũng đẹp trai, không không có khác nhau gì cả đúng nha. Tiếp theo đó là mối quan hệ đầu tiên nhá. Tiếp theo mối quan hệ thứ hai là taiditsu kanke. Taiditsu kanke là mối quan hệ đối lập nhau. Mình sẽ vẫn ví dụ tiếp nhé. Taiditsu kanke nhỉ. Dung sensei wa ikemen desu. Kento sensei mo ikemen desu. Demo, được chưa? Hay là shikashi, Park sensei wa ikemen ja arimasen. Được chưa? Park sensei wa ikemen ja arimasen. Thầy Dũng đẹp trai, thầy Kento cũng đẹp trai, mối quan hệ tương đồng. Thế nhưng, shikashi, thế nhưng gì nhỉ? Thầy Park không đẹp trai. Được chưa? Đó, tức là trong một đoạn văn, trong ba câu như thế tôi đã có mối quan hệ như vậy rồi đúng không? Đó là mối quan hệ đối lập, được chưa nhỉ? Và cuối cùng, mối quan hệ cuối cùng của chúng ta là Ingakanke, là mối quan hệ nhân quả. Kết quả này, chúng ta có một nguyên nhân này nên chúng ta có một kết quả này. Hay là từ một cái gì đó chúng ta đưa ra một kết luận gì đó. Thì mình sẽ nối tiếp vào câu kia nhé. Dũng sensei wa ikemen desu. Kento sensei mo ikemen desu. Demo, shikashi, Park sensei wa ikemen ja arimasen. Dakara, hay là tsumari hay nói tóm lại đấy chứ, tsumari Park sensei wa bsaiku desu đấy nhỉ, Park sensei wa bsaiku desu. Chúng ta đưa ra một kết luận rằng là gì nhỉ, thế nên là thầy Park xấu trai đó, thầy Dũng đẹp trai, thầy Kento cũng đẹp trai rồi, thế nhưng thầy Park không đẹp trai, hay nói cách khác thầy Park là xấu trai đó. Tức là gì nhỉ? Đây chỉ là những cái ví dụ rất là đơn thuần thôi. Rồi nhưng mà từ những cái đơn thuần như này các bạn hãy bắt đầu hình dung rằng nhớ này, lúc nào phải tìm ra được mối quan hệ giữa các từ vựng, giữa các câu để làm gì? Để sau này khi mà chúng ta vào từng phần gì nhỉ? Tìm câu trả lời cho một câu hỏi nào đó, chúng ta lợi dụng mối quan hệ này thì việc giải quyết ngôn từ hay là giải quyết cái câu hỏi nó sẽ vô cùng dễ dàng nhá. Hay, và lời khuyên cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn trong bài ngày hôm nay đó là gì nhỉ? Bunshō no naka ni jijitsu to hetsha no shuuchō wo hakkiri kubetsu suru koto. Là gì nhỉ? Trong một bài văn, bao giờ chúng ta cũng phải phân biệt một cách rõ ràng giữa đâu là sự thật và đâu là quan điểm của tác giả.
Như này, có một cái đặc điểm khi mà chúng ta làm các bài thi trong chương trình N2 đọc hiểu đấy. Có một cái đặc điểm là thường người ta rất hay chú trọng vào phần quan điểm của tác giả là gì. Và trong một mạch văn bao giờ nó chia làm hai phần. Một là phần người ta đưa ra một cái đề tài, một cái sự thật, đưa ra một cái yếu tố nào đó, một cái câu chuyện gì để nói đến. Và cuối cùng sau khi người ta nói về cái câu chuyện đấy rồi, nói về cái sự thật đấy rồi, người ta tác giả kết luận lại bằng một câu rằng là tôi là muốn nghĩ thế này, tôi nói thế này, tôi muốn đưa ra rằng thế này. Thì cái mà cái việc mà phải phân biệt được đâu là cái điều mà tác giả đưa ra từ cái yếu tố khách quan và đâu là cái điều mà tác giả nói lên cái điều chủ quan của mình là một điều vô cùng quan trọng mọi người ạ. Và có một cái lưu ý là thường những cái phần mà phân biệt để phân biệt giữa đâu là yếu tố chủ quan của tác giả, tức là cái ý kiến chủ quan tác giả, thì thường nó sẽ nằm trong những cái ví dụ như những cái từ như sau là tadashi, tsumari, hay là một câu mà nó kết thúc bằng dewa nai ka, hay là to omoimasu, vân vân. Tất nhiên là ngoài những cái từ này ra còn rất là nhiều những cái từ khác, và cũng còn rất là nhiều những cái lời khuyên, những cái bí quyết khác mà chúng ta sẽ còn có thể tận dụng được nữa. Và tất cả những điều đó thì mình sẽ cùng với các bạn làm rõ khi mà chúng ta cùng nhau giải quyết từng phần hay từng bài cụ thể trong các clip tiếp theo nhé. Hay, và chương trình đọc hiểu N2 của chúng ta sẽ được thiết kế như sau. Clip đầu tiên ngày hôm nay là clip mình giới thiệu một cách tổng quát nhất về những cái bài thi đọc hiểu N2. Tiếp theo là đưa ra một vài lời khuyên như vừa nãy mình vừa nói với các bạn rồi đúng không? Và kể từ clip số 2 trở đi thì mình sẽ cùng đồng hành với các bạn trong việc làm chữa từng bài đọc một theo đúng thứ tự từ bài văn ngắn, bài văn dài, những cái bài văn gì nhỉ? Bài văn so sánh, rồi những cái dạng bài đọc dài và cuối cùng là bài tìm hiểu thông tin. Và mỗi một clip thì mình sẽ giải quyết một bài văn. Và có một cái lưu ý như này, các bạn nhớ là ở trên web của chúng ta đúng không? Bao giờ sẽ có một cái link tài liệu, các bạn download link tài liệu đấy và nhớ trước khi mở clip của mình ra để xem một cái bài chữa nào đó của mình, thì các bạn hãy nhớ là làm cái bài văn đó trước đi, thử xem mình có chọn được đáp án đúng không. Sau đó chúng ta sẽ cùng ngồi nghe mình chữa và rút ra những kinh nghiệm về sau nhé. Ok, và chương trình đọc hiểu của chúng ta sẽ còn rất là nhiều clip tiếp theo. Hy vọng là các bạn sẽ học được nhiều điều từ các clip của mình. Ok, và không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo nhé. Bye bye mọi người. Xin chào tất cả các bạn. Trong chương trình đọc hiểu thuộc khóa học online N2 trên dũngmoody.com của chúng ta sẽ được chia ra làm từng phần. Thứ nhất là các dạng bài tập liên quan đến tham bưng. Thứ hai là chiêu bưng. Thứ ba là hikaku. Thứ tư là chô bưng. Và cuối cùng là joho kensaku. Và cụ thể trong với mỗi một bài đó thì sẽ được thiết kế cũng như sắp xếp bài giảng như thế nào thì ngay bây giờ mình sẽ xin được giới thiệu cụ thể luôn nhé. Trước khi chúng ta vào làm các bài tập thuộc phần tham bưng, chô bưng, chiêu bưng, bất kỳ một bài nào, bất kỳ một phần nào, thì bao giờ clip mở đầu mình cũng sẽ xuất hiện ở đây và sẽ giới thiệu qua cho các bạn một cái nhìn tổng quát nhất rằng là trong phần đó chúng ta sẽ thường gặp những nội dung gì, những dạng câu hỏi gì. Đó, và ngay sau đó thì mình sẽ nhường lại toàn bộ màn hình cho gì nhỉ? Cho một bài đọc mà chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Và đây cũng chính là một sự khác biệt so với chương trình đọc hiểu thuộc N3, N4, N5 của mình trước kia. Bởi vì sao? Bởi vì mình muốn là trong quá trình các bạn nghe giảng và tập trung trả lời hay là tập trung vào làm cái bài đọc hiểu đó, các bạn sẽ không cần phải để ý quá nhiều đến một nhân vật khác mà suốt ngày mùa máy như cô giáo chẳng hạn. Và thực sự thì lúc đó các bạn chỉ cần nghe giọng và cùng nhau tập trung hướng lên màn hình, rồi tập trung tuyệt đối 100% vào cái bài giảng đó thôi. Đó, và cấu trúc của chúng ta sẽ là như vậy nhé. Các bạn cứ theo lần lượt từng phần tham bưng, chiêu bưng, hikaku, chô bưng và cuối cùng là joho kensaku. Và như vậy là chúng ta nắm rõ được cái cấu trúc bài giảng của mình rồi đúng không nào? Và ngay bây giờ thì mình sẽ giới thiệu đi luôn vào phần chính của ngày hôm nay, đó là giới thiệu tổng quát về một bài tham bưng nhé. Thì hôm trước mình cũng có nói qua một chút rồi. Đầu tiên tham bưng sẽ thuộc về loại dạng bài là Nayodika, là lý giải nội dung. Và trong đó thì nó sẽ thuộc phần môn bài 10 đúng nào. Và mỗi một bài văn ngắn thì sẽ có khoảng trường độ dài là 200 chữ. Và cái này chúng ta biết rồi đúng không? Thêm vào đó thì chúng ta sẽ nhìn đây này. Về phần nayo, về phần nội dung. Nội dung của những cái bài tham bưng này thường nó sẽ về vấn đề gì thì các bạn nhìn nhá. Thứ nhất là về
生活や、あ、生活や仕事などのいろいろな話題、何かを説明する。Một bài văn ngắn của chúng ta thì thường sẽ có rất nhiều những cái chủ đề về những cái vấn đề, ví dụ như là cuộc sống, những cái chủ đề thân thuộc, hay là về công việc chẳng hạn, những cái vô cùng là gần gũi xung quanh chúng ta. Và có thể là cái dạng bài này thì nó sẽ giải thích về một cái vấn đề gì đó liên quan đến chủ đề này nhá. Rồi, tiếp theo, trong phần tham bưng này thì nội dung của nó, những cái câu hỏi mà người ta thường đặt ra, thường là những dạng câu hỏi như sau. Hisa ni tote nani nani to wa nanika, là gì nhỉ? Đối với tác giả thì cái này, một cái định nghĩa gì đó là cái gì? Tức là tác giả nghĩ sao về một vấn đề này, tác giả nghĩ sao về cuộc sống của con người này, tác giả nghĩ sao về điện hạt nhân này, tác giả nghĩ sao về cuộc sống sinh hoạt cùng với người già chẳng hạn, đó một cái vấn đề vân vân nào đó nhá. Hay là hisa wa naze so motta no ka, tại sao tác giả lại có suy nghĩ như vậy. Và cuối cùng là hisa wa mottomo iitai koto wa nanika, cái điều mà tác giả muốn nói nhất ở đây là gì. Đó, và các bạn có thể thấy là những cái dạng câu hỏi nằm trong phần tham bưng này thường tập trung chủ yếu là xung quanh về hisa, tức là về gì nhỉ, về tác giả đúng không nào. Thế nên là có lẽ là các bạn sẽ nhận ra ngay thôi khi mà chúng ta bước vào làm từng bài một, đó là phần này thì chúng ta sẽ tập trung rất là nhiều vào cái vấn đề gọi là gì nhỉ, đưa ra ý kiến của tác giả nằm ở đâu trong bài. Và cuối cùng, thường cái câu hỏi của chúng ta sẽ là một cái gì đây? Zentai ni kansuru mono, là một cái câu hỏi mà nó, hay câu hỏi mà hướng đến một vấn đề gì đó, câu trả lời của chúng ta đúng không? Thường nó sẽ liên quan đến toàn bộ tổng thể cả bài theo cái mạch văn đó nhá. Ok, và không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bước ngay vào bài đọc đầu tiên thuộc phần tham bưng này nhá. Hay, và nhớ này, trước khi chúng ta bắt tay vào làm một bài đọc nào đó, các bạn hãy thực hiện một thao tác nữa, đó là đào ngay tài liệu thuộc phần đọc hiểu này về trước khi ngồi xem mình giải thích cũng như là chữa cái bài đó, thì chúng ta hãy ngồi bỏ ra 3 phút để làm bài tập đó. Khi mà có đáp án của riêng mình thì hãy mở ra để xem mình chữa như thế nào và xem đáp án đó của mình có đúng hay không nhá. Ok, và chúng ta sẽ bước vào bài 1 đầu tiên luôn nhá. Yeah. Ok, và chúng ta bước vào bài tham bưng số 1 với một chủ đề rất là thú vị phải không nào? Các bạn đã làm rồi đúng không? Và không biết là chúng ta có đáp án mấy đây nhỉ? 1, 2, 3 hay là 4 nào? Ok, và bây giờ mình sẽ chữa bài chúng ta nhé. Đầu tiên khi nhìn vào một bài đọc như thế này thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn qua câu hỏi. Nó sẽ có những cái dạng câu hỏi gì? Ví dụ ở đây là một câu hỏi rất là điển hình trong phần đọc hiểu. Hisaga mottomo iitai no wa? Cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất ở đây là gì? Tức là trong một bài đọc của chúng ta có hai phần. Một là gì nhỉ? Mình vừa nói hôm trước rồi đúng không? À, ở phần trước rồi đúng không? Một là jijitsu, hay là cái thema, những cái thông tin mang tính khách quan, những cái điều mà tác giả dẫn ra để vào đề đấy, những cái điều mang tính sự thật, có thể là những cái suy nghĩ của tất cả mọi người xung quanh, tức là cái yếu tố khách quan. Thứ hai là cái gì nhỉ? Thứ hai là phần tiếp theo trong một đoạn văn bao giờ sẽ có phần iken, hisa no iken, hay là gì nhỉ? Có thể nói bằng một từ khác là gì đấy? Shucho. Shucho là gì đấy? Chủ trương đúng không nào? Ý kiến chủ quan hay ý kiến chủ trương của tác giả đấy. Thì tức là cái bài này người ta sẽ hỏi vào phần này của mình rồi đúng không? Thế nên là trong một bài đọc như này chúng ta phải phân biệt được đoạn nào là một đoạn nói về ý kiến khách quan, thông tin khách quan, đoạn nào là đoạn nói về ý kiến chủ quan của tác giả. Và thường nhé, có thể đối với mỗi một bài nó sẽ có cái sự khác nhau. Tuy nhiên thường sẽ như thế này này. Những cái phần mang tính chất khách quan hay thông tin khách quan đấy thường nó sẽ nằm ở phần đầu như này, và những cái mà nó mang tính chất chủ quan có thể nó sẽ nằm ở phần cuối, phần sau. Và đặc biệt có những cái từ mà xuất hiện như đây này, tadashi hay là mushiro như này, là những cái từ mà nó thể hiện được tín hiệu rằng là đây chính là cái điều mà tác giả muốn nhấn mạnh, muốn nói đến đấy. Thế thì suy ra là đáp án của chúng ta chắc chắn sẽ phải là một đáp án mà nằm trong cái khu vực này đúng không, từ cái chỗ tadashi cho đến về sự này đúng không nào? Không biết mọi người có nhìn được ra cái điều đấy khi mà chúng ta bước vào bài đọc đúng không? Hay, và bây giờ thì giống như việc mà các bạn có thể tham gia một giáo viên giống như trên lớp ấy, thì bao giờ chúng ta sẽ có một phần là mình sẽ đọc qua và dịch cho các bạn bài này, các bạn hiểu rõ hơn nhé. Đầu tiên mình sẽ cùng nhau đọc này. Kaisha to wa hito o tsukau tame no dougu desu. Câu này là gì đấy? Người ta đưa ra cái chủ đề của mình đúng không? Công ty, đúng nhỉ? Đưa định nghĩa là cái công cụ để sử dụng con người. À, người ta đưa ra một cái định nghĩa mà tất cả mọi người đều có thể là nghĩ như vậy chẳng hạn. Tiếp theo vẫn nói về chủ đề kaisha, đúng không nhỉ? Hito wa ryoshita hou ga ii no desu.
và con người thì nên tận dụng, nên lợi dụng, nên sử dụng cái điều này. Điều gì? Sử dụng cái can xả của chúng ta đấy. Sumadhi chỗ này vẫn là mang ý nghĩa tương đồng với hai câu này đúng không? Câu 1, câu 2 là mang ý nghĩa tương đồng với nhau, cùng đang nói về vấn đề can xả. Mọi người còn nhớ cái bài giảng về mối quan hệ giữa từ với từ, giữa câu với câu không nào? Bao giờ giữa các câu nó sẽ có mối liên hệ đúng không? Câu này mối liên hệ tương đồng này. Và cả ba câu này đều có mối quan hệ tương đồng vì có chữ Sumadhi ở đây là nói cách khác, giải thích sâu sắc hơn đúng không ạ? Kai sha という組織を使って他人の能力を要するべきなので。Câu này là gì đấy? Tức là việc gì đây? Chúng ta sử dụng cái bộ máy, cái thứ mà có tên là kai sha đó, cái công ty đó, để chúng ta gì đây nhỉ? Để chúng ta tận dụng, sử dụng cái năng lực của người khác. À, cái điều mà tác giả dẫn ra đây là gì nhỉ? Công ty là thứ để sử dụng con người, và nói cụ thể hơn là gì nhỉ? Là cái thứ mà con người chúng ta nên dùng nó để tận dụng, sử dụng linh hoạt cái năng lực của người khác. Và tiếp theo này, tiếp này. 他人の利用するというのは部下に限った話ではありません。Đó, và câu này người ta nhấn mạnh thêm là gì đây nhỉ? Tuy nhiên đây không phải, và đây không phải là cái câu chuyện mà chỉ giới hạn ở trong đối với cấp dưới không. Tức là gì đây nhỉ? Chủ ngữ của chúng ta lập từ đây nhá. Cái việc mà để sử dụng cái năng lực của người khác đấy không chỉ đơn thuần là câu chuyện giới hạn đối với cấp dưới không, vẫn là đang nói về cai xạ đúng không nào? Mà làm sao nhỉ? Joshi ya dori o torihiki saki no hito, yujin nado arayuru tami no saidaigen ni katsuyou subeki nano desu. Và gì đấy? Là cái mà chúng ta nên hoạt dụng hay là tận dụng một cách tối đa với tất cả những cái loại người nhỉ? Tất cả những người khác, arayuru là tất cả đúng không nhỉ? Tất cả những người khác, ví dụ kể cả từ gì đây nhỉ, từ cấp trên này, đối với đồng nghiệp này, hay là đối với những người mà đối tác kinh doanh này, hay là gì nhỉ, với cả bạn bè của mình nữa. À, tức là từ đầu cho đến câu này đều đang nói về những cái ý kiến khách quan mà người ta vốn thường có thể nghĩ về cai xạ đúng không nào? Là gì nhỉ? Công ty thì là cái thứ mà chúng ta dùng để sử dụng con người, người nên tận dụng nó này. Sử dụng năng lực của người khác này, tuy nhiên nó không chỉ đơn thuần giới hạn trong câu chuyện là tận dụng cái sức của nhân viên cấp dưới mà còn sử dụng đối với tất cả những cái loại người xung quanh chúng ta. Và đến đây bắt đầu có một cái sự gì đó hơi thay đổi đúng nào. Chỗ này hai cái câu này vì có chữ tadashi này, chúng ta đọc lên chúng ta sẽ thấy ý nghĩa nó mang tính chất đối ngược nhau. Chỗ này sẽ là mối quan hệ tadashi kanke, được chưa? Tuy nhiên gì nhỉ? Dù gọi là, dù nói là tối tế mộ, cái mẫu mà tối tế mộ là một mẫu ngữ pháp thuộc N3 nhé các bạn nhé. Dù nói là sử dụng năng lực của người khác, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta tận dụng, lợi dụng họ giống như một cỗ máy. Cái từ kokitsukau ở dưới này người ta có giải thích cho mình ý nghĩa rồi đúng không nào? Kokitsukau tui no wa, hitori no ningen toshite dewa naku, hikai no you ni hageshiku tsukau. Câu này là gì nhỉ? Cái từ kokitsukau có nghĩa là người ta sử dụng một cách gì nhỉ? Tận dụng tối đa triệt để con người, không giống như một người bình thường mà giống như một cỗ máy. Tức là tận dụng, lợi dụng họ đúng không nào? Tận dụng tối đa sức của họ. Hơn nữa, đây là ý kiến tác giả rồi, ok. Nhưng mà cái điều tác giả còn muốn nói nhấn mạnh hơn nữa ở đây, cụ thể hơn nữa ở đây là gì nhỉ? Mushiro tsukawareru hito tachi no tame ni naru youna soujou kouka no aru katsuyou no shikata o shinakereba keizoku shite kankei o tamotsu. Tamotsu koto wa dekizu otagai fukou ni naru dake desu. Hơn nữa gì đấy, chúng ta sẽ ngắt câu đây nhá. Nếu như mà mình không có những cái cách sử dụng một cách gì nhỉ? Một cách mang lại lợi ích cho cả hai bên, soujou kouka tức là hiệu quả để cùng nhau có lợi ấy. Câu này người ta giải thích ở đây rồi đúng không nào? Đây, chỗ này soujou kouka đó, gì nhỉ? Chúng ta sẽ đọc ở đây nhé, là mang lại lợi ích cho cả hai bên, được chưa? Nếu như chúng ta mà không thực hiện những cái cách sử dụng mà cùng nhau nâng cao lên, cùng nhau gì nhỉ, mang lại lợi ích cho cả hai bên, kiểu như là gì đấy, kiểu như là chúng ta cũng đang vì chính những người mà chúng ta đang, mà họ đang bị chúng ta sử dụng đấy, thì nếu cứ liên tục như vậy thì sẽ chẳng thể nào mà giữ được mối quan hệ nữa. Tham một sự là giữ gìn, bảo vệ đúng không nào? Và
cái điều đó thì chỉ càng làm cho cả hai trở nên bất hạnh, tức là gì nhỉ, cảm thấy trở nên khó chịu, không thấy vừa ý, được chưa nhỉ? Đó, thế tức là khi mà các bạn nghe một loạt như vậy thì từ chỗ này đến chỗ này chính là ý kiến của tác giả, đúng không? Cái nào mà tác giả càng nhấn mạnh, càng cụ thể thì đó chính là cái phần mà tác giả muốn nói đến ở đây đấy mọi người ạ. Nói đến nhất ở đây nhá. Suy ra là câu trả lời của chúng ta sẽ nằm trong phần này rồi đúng không nào? Và bây giờ, sau khi chúng ta đã thành thục được cái gì nhỉ? Cái cách mà để phân chia giữa đâu là ý kiến khách quan và đâu là ý kiến chủ quan, thì chúng ta bắt đầu bước vào thực hiện cái gì đây nhỉ? Cái lời khuyên của mình đó là tìm mối liên quan giữa từ với từ, giữa câu với câu. Chúng ta sẽ hiểu đây sẽ là lời tác giả muốn nói đến nhất đúng không nào? Từ chữ Musio cho đến Darkness. Được chưa? Thế thì suy ra trong câu trả lời của chúng ta sẽ phải là những cái từ, những cái câu, những cách diễn giải mà nó có mối quan hệ tương đồng, gần gũi nhất với cái gì nhỉ? Với những cái cách diễn giải của tác giả trong câu cuối này. Chúng ta bắt đầu bước vào phần đáp án nhé. Câu số 1 này. 会社は人を利用するために存在する. Ok, câu này nghe qua có vẻ đúng vì nó gần gần giống với cái câu chủ đề của chúng ta đúng không nào? Công ty nó tồn tại để tận dụng con người, để sử dụng con người. Câu này thì nằm ở, nghe qua có vẻ giống giống câu này đúng không nhỉ? Tuy nhiên sẽ không thể nào mà là câu trả lời được. Vì đây là nó thuộc phần gì nhỉ? Ý kiến mà tác giả nêu ra mang tính chất khách quan thôi nhá. Nên là không thể nào câu này nhá, câu này loại luôn. Ok, câu số 2 này. Amadi kokitsukawanai yo ni suru. Tức là gì nhỉ? Cố gắng để không lợi dụng con người một cách quá mức. Cố gắng để không lợi dụng một cách con người quá mức. Đây có phải điều mà tác giả muốn nói đến nhất không? Không phải mọi người. Ok, tác giả cũng có nói là gì nhỉ? Dù nói là tận dụng con người nhưng không có nghĩa là, ok, không có nghĩa là tận dụng họ giống như máy móc. Tác giả cũng có nói thế trong phần đưa ra ý kiến của mình đấy. Nhưng mà các bạn hãy nhớ này, đây là một câu một y tai nữa. Cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất ở đây là gì? Ok, nếu như cả bài của chúng ta chỉ dừng ở đây đó, thì có lẽ đáp án thì có thể là cái số 2 đấy. Tuy nhiên vì cả bài của chúng ta không nằm ở đấy, mà cái quan trọng hơn nằm ở sau này, thế nên câu này chưa thể là đáp án chính xác của chúng ta được. Tiếp theo chúng ta nhìn câu số 3 này. 他人を動かしながら互いに高め合うことが重要です。重要. Điều quan trọng ở đây là gì? Điều quan trọng ở đây là chúng ta vừa gì nhỉ? Vừa sử dụng người khác được gì nhỉ? Vừa điều khiển, điều hành người khác, điều khiển người khác đúng không? Và vừa cùng làm cho nhau, vừa nâng đỡ nhau lên. Otagaini, gì à? Otagaini cùng nhau lên đúng không nhỉ? Takameo là gì nhỉ? Nâng đỡ cùng nhau lên. Đó, tức là làm cho cả hai cùng nhau có lợi đúng không? À, thế cái vế này nó chính là gì đấy? Chính là nó tương đồng với cái từ này đấy mọi người ạ. Đúng không nào? Và gì đây nhỉ? Và sử dụng người khác chính là cái câu mà ý là sử dụng người khác đấy. Và cái điều quan trọng ở đây, cái chữ quan trọng này nó nằm ở chỗ nào đấy mọi người? Chính là cái từ mà gì nhỉ? Kanke o tamotsu koto wa dekizu otagai fuko ni nare dake desu. Vì gì nhỉ? Nếu mà không làm như thế thì sẽ không thể nào mở giữ được mối quan hệ và chỉ làm cho cả hai cứ trở nên cùng nhau bất hạnh thôi đúng không? Thế nên là nó là một điều vô cùng là quan trọng. Suy ra xét về cả câu như này, chúng ta thấy hai câu này nó khá là tương đồng về mặt ý nghĩa đúng không? Không hề trái nghĩa, cũng không phải là một cái gì đó quá xa xôi đúng không? Nên đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 3. Rất là dễ dàng và phải không nào? Và câu số 4. Otagai fuko ni naranai no wa juyo. Quan trọng là để cho cả hai cùng không trở nên bất hạnh. Tác giả ở đây chỉ nói là gì nhỉ? Nếu mà thế này thì sẽ dẫn đến cái kết quả này, chứ tác giả không có khuyên là mày phải làm thế nào để cho cả hai không trở nên bất hạnh. Đúng không? Câu này người ta là lời khuyên, còn câu này chỉ là một cái lời kết quả thôi đúng không nào? Thế nên câu này cũng không thể trở thành đáp án được, mặc dù nó nằm ở trong phần 2 này đúng không nào? Ok, và như thế này, sau một bài như này các bạn có nhận ra ba cái lời khuyên mà mình vận dụng rất là thành thục trong một bài như này đúng không? Đầu tiên đó là xác định được đâu là yếu tố khách quan và đâu là yếu tố chủ quan. Cái điều tác giả muốn nói đến nhất. Cái bài học thứ hai là gì nhỉ? Chúng ta làm rõ được mối quan hệ giữa từ với từ, giữa câu với câu. Chưa nhỉ? Nhìn đáp án nào mà nó gì nhỉ? Nó trùng với cái diễn giải của tác giả trong bài nhất. Đấy, mang ý nghĩa tương đồng. Và tiếp theo là gì nhỉ? Khi tìm ra được một câu trả lời đúng, ví dụ chúng ta chọn được câu 3 đúng, thì phải trả lời được tại sao câu số 1, câu số 2, câu số 4 lại sai và sai ở chỗ nào. Thì chỉ có như vậy thì chúng ta mới
mới gì nhỉ, nắm chắc được 100% đáp án đúng về phần mình nhá. Tất nhiên là khi mà để lựa, khi mà đi thi chúng ta chỉ làm được những bài này trong vòng 2-3 phút thôi, làm càng nhanh càng tốt. Thì lúc mà làm ở nhà mọi người cũng thế, cố gắng luyện cái thói quen đọc thật nhanh và tìm đáp án thật nhanh. Có thể là đôi khi là đoán mò cũng được, nhưng mà sau mỗi bài như thế chúng ta sẽ cùng nhau ngồi nghe giảng như thế này này, đúng không ạ? Và dần dần chúng ta sẽ tích tụ cái kỹ năng tìm những cái đáp án thật là đúng, thật là nhanh nhất nhé. Ok, và xin mời các bạn bước sang bài số 2, tham vấn số 2 nhé.